ngày 23 tháng 4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet bằng hình thức cá cược thể thao. Qua thu thập thông tin, lực lượng chức năng xác định Phan Võ Nhật Huy, 32 tuổi, quận Hải Châu, Đà Nẵng là đối tượng có tiền án và bất minh về tài chính. Ngày 10 tháng 4, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai bắt khẩn cấp Phan Võ Nhật Huy, Đỗ Tấn Rin, 28 tuổi, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Lê Viết Nam, 32 tuổi, quận Hải Châu về hành vi tổ chức đánh bạc và hai đối tượng khác có hành vi tham gia đánh bạc. Qua đấu tranh, từ đầu tháng 1 năm 2023, Huy liên hệ với một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng Master có tên J6HHN với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy móc nối với Rin, Nam và nhiều đối tượng khác hình thành đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet. Huy sử dụng trang mạng J6HHN nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng, thành viên để giao lại cho các con bạc cấp dưới hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao. Tổng số tiền các đối tượng cá cược khoảng 50 tỷ đồng.